ngàn xưa, khi nơi đây chỉ là sỏi đá. Từ hoang sơ, người Việt khao khát sống vươn lên. Để từ tối tăm, ta đi tìm một ngọn lửa sáng. Ngọn lửa sáng ước vọng, bàn tay với xa hơn mặt trời. Và ngày nay, khi nơi đây đã nhiều đổi thay, rồi từ đây ta khám phá thế gian muôn màu, để ta xứng danh những con người của đỉnh cao mới, làm cuộc sống văn minh đẹp đôi mắt trí tuệ Việt Nam. Khám phá thế gian này rực rỡ, cuộc sống mới bao la, còn bao điều muốn tìm. Khám phá những con người quanh ta, cùng những đỉnh cao xanh, để cuộc sống thêm tuyệt vời. Những ước mong xưa cho ngày nay thêm khát khao, bầu trời miền Ma nổi ngàn sao trong ánh mắt. Những ước mong xưa cho ngày nay thêm khát khao, bầu trời miền Ma ta cùng vươn lên mãi mãi, để khám phá biết bao điều kỳ lạ, để khám phá cuộc sống ơi tuyệt vời. Và ngày nay, khi nơi đây đã nhiều đổi thay, rồi từ đây ta khám phá thế gian muôn màu, để ta xứng danh như con người của đỉnh cao mới, làm cuộc sống văn minh đẹp đôi mắt trí tuệ Việt Nam. Khám phá thế gian này rực rỡ, cuộc sống mới bao la, còn bao điều muốn tìm. Khám phá những con người quanh ta, cùng những đỉnh cao xanh, để cuộc sống thêm tuyệt vời. Khám phá thế gian này rực rỡ, cuộc sống mới bao la, còn bao điều muốn biết. Cuộc sống thêm tuyệt vời, cùng những đỉnh cao xanh, để cuộc sống thêm tuyệt vời.